Bữa nay mình mới về được một số bộ khoen Fuji. À, Fuji là Fuji lẩu đá xanh nha mọi người. Cái này là khoen chân y, một chân. Đấy, cái này chữ y nè, mình thấy này gọi là chữ y, cho nên là trong thuật ngữ là cần câu người ta gọi là khoen chân y. Cái này là khoen, dòng khoen một chân chuyên dùng cho anh em làm cần lua mọi người ha. Nói chung là anh em muốn chế cháo chúng ta tự làm một cây cần lua, nó có thể từ trúc, nó có thể từ những phôi carbon cũ, hay là nói chung là chúng ta cứ tôm theo ý của mình đó, thì đây là một cái lựa chọn khá là tuyệt vời. Giá bộ khoen này là 230 ngàn, là mình đã bao gồm phí ship tận nhà cho anh em nha. Còn anh em qua tiệm mình lấy là mình sẽ bớt cho anh em 30 ngàn tiền xăng xe, phí ship. Đấy, cái gì nó cũng rõ ràng hết mọi người ha. Tổng cộng là bộ khoen của chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 khoen bao gồm cả đầu bu nha anh em. Cái này là khoen mới nha mọi người. Khoen mới. Fuji này là loại có đánh số luôn đó anh em. Khá là xịn sò ha. Loại đá nó sẽ xanh như vậy nè. Cái này là đề 3 nè. Đề 3 30, khoen dẫn 25, dẫn 20, dẫn 16, dẫn 12, khoen dẫn 10, khoen dẫn 8 và đầu bu 8 ly. Lỗ này là 3 ly nha mọi người. Nói chung là nó sẽ, nếu mà dùng mà nếu mà có rộng hơn xíu thì anh em cứ quấn giấy chêm ha, quấn giấy vô cái đọt cần á, chúng ta chêm. Đấy, thật ra thì nếu mà mình dán đầu bu bình thường mình cũng quấn không có sát lắm đâu. Chúng mình quấn gọi là cho nó vừa phải, nó còn chừa hở ra một chút xíu để có chỗ cho keo nó bám nhiều đó mọi người. Đấy, thì dán đầu bu thì thường thường là mình dán bằng keo AB mọi người ha. Thì bên mình thì bây giờ thì cũng đầy đủ các phụ kiện để anh em có thể tự làm cần câu, như là bát nè, rồi đuôi cần, rồi chỉ chuyên dụng làm cần, có chỉ trơn, chỉ kim tuyến, rồi keo AB, rồi bây giờ về thêm khoen nữa để cho anh em thỏa sức mà gọi là chế cháo. Đấy, nhiều khi nói chung là anh em chắc cũng giống như mình thôi, đi câu ban đầu mình chỉ là một cần thủ bình thường thôi, đi câu thì bắt đầu là mê mê đủ thứ hết. Mê câu thì không nói rồi, bắt đầu mê tới nghiên cứu mồi. Nghiên cứu mồi thì bắt đầu mày mò qua sửa mấy câu á, sửa mấy câu, bảo dưỡng mấy câu, rồi bắt đầu là đi kiếm thầy học luôn làm cần câu. Còn thật sự thì nếu mà anh em tự làm cần câu á, kêu mà những cái thao tác mà quấn chỉ rồi nọ nó không khó. Đấy, còn chi khoen thì nếu anh em cần thiết thì mình có cái bộ gọi là cái bộ spacing gui với mọi người, tức là của hãng Fuji nó đưa ra để mà chúng ta có thể là chia khoen theo cái tỷ lệ, gọi là theo cái concept của hãng Fuji trên những cái chiều dài cần tương ứng, ví dụ như 2m4, 2m7, 1m8, 3m gì đó. Thì là thật sự là trong catalog của Fuji là họ có hướng dẫn cái đó, cho nên nếu mà anh em cần thiết thì cứ liên hệ mình á, thì mình sẽ gửi qua Zalo cho anh em cái chiều dài tương ứng. Còn bình thường á thì mình chia khoen thì mình sẽ chia theo vừa theo concept mà vừa theo cái kinh nghiệm, tức là nhiều khi mình đánh á, cái phôi đó mình thấy là nó có một cái độ cong, tại vì trên thực tế đó là cái concept nó đưa ra đó là nó không có tính toán đến cái độ cong rồi độ cứng khác nhau của từng loại phôi. Cho nên là thường thường là mình sẽ đánh thực tế để mình biết được cái độ cứng của phôi đó nó có cái điểm chết ở đâu, thì mình sẽ chia gọi là theo thực tế. Còn anh em gọi là chúng ta sử dụng, là chúng ta cút tôm một cây cần, gọi là chơi gọi là vừa vui mà vừa ok, nghiên cứu tìm tòi khám phá, thì thật sự là chia theo concept của Fuji là nó đã ổn rồi mọi người ha. Rồi, ok nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em luôn ủng hộ mình nha.